À, vâng, là Tất Tuấn Ông xin kính chào quý khách. Hôm nay là buổi sáng của ngày 6 tháng 10 năm 2023. Sưởng em tiếp tục hoàn thiện một sản phẩm đồng hồ tứ trụ vát cột hạt 2m3, rộng 95 và sâu 41 phân. Hàng nằm bằng chất liệu gỗ hương đá để bàn giao đến cho gia đình nhà chị Mai ở khu vực Đông Anh, Hà Nội. Đấy, chị Mai cũng đã tham khảo khá nhiều các xưởng sản xuất trên đồng hồ trên thị trường rồi. Thì chị Mai cũng là một trong những sản phẩm một trong những khách hàng mà theo dõi bên em khá chỉ là lâu rồi. Thì trong đợt tới thì chị có lên nhà mới thì chị cũng đã quyết định đặt hàng bên xưởng em cái mẫu này. Thì hiện tại hôm nay em cũng đã chọn cho gia đình một cây đẹp và chị cũng là ở ngay khu vực Đông Anh thôi, giáp danh với bên em thôi. Em cũng ở Đông Anh nhưng mà khác xá thôi. Do đó mà chị cũng đã về trực tiếp xưởng xem. Em cũng đã tư vấn cũng như là tư vấn cho chị một cây này, cũng như là các bác nào mà muốn mua thì có thể qua trực tiếp xưởng. Ở gần hay xa như thế nào thì bên em hỗ trợ được phần tiền như thế nào, em sẽ hỗ trợ đầy đủ cho mọi người. Càng gần thì các bác sẽ được càng hỗ trợ nhiều nhá. Như gia đình nhà chị Mai thì em sẽ hỗ trợ toàn phần cho gia đình nhà mình luôn. Ở đây thì cây này là cao 2m3, rộng 95 và sâu 41 phân. Hàng làm bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Hàng này bên em làm hàng mặt liền nguyên tấm rồi nhá. Hàng mặt liền nguyên tấm. Cột trụ dày 6 phân và hồi dày 1 phân 6. Con này thì chị chỉ cần lắp phụ kiện bằng nhôm thôi, không cần lắp đến đồng. Phải lắp đồng thì nó giá nó sẽ cao hơn khoảng độ 1 triệu hoặc hơn 1 triệu một chút. Thì em lấy tròn là 1 triệu. Ở đây thì những cái cây này thì chúng ta sẽ có phần bệ dưới này, em làm nó sâu hơn so với năm ngoái. Đục cái phần gỗ nó được chi tiết hơn mọi người nhá. Đục được chi tiết hơn. Đấy, phần cột kia cái thứ thì nó là cột rời các bác nhá. Cột này cột rời này, cột này cột rời này. Đấy. Cột rời so với phần thân trên. Đây các bác nhìn thấy nó rất nhiều phần bệ này, em làm ra rất nhiều luôn này. Đấy, cột trụ này đây là hàng dày này, cột nó to, kia là hàng thường này. Đấy. Phía bên trong này là phần vách hồi, vân rất đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn thấy này, vân này rất đẹp và đẳng cấp. Đây về bên trên đúng vậy. Đằng sau lưng hậu thì bên em muốn hoàn thiện cho gia đình nhà mình những cái phần hậu đẹp nhất này. Các bác nhìn thấy này. Phần hậu đẹp nhất luôn. Các bác nhá. Đấy, phần hậu rất đẹp luôn. Đúng không? Hậu rất đẹp. Và bên cạnh đó thì phần bên trong này bên em muốn được hoàn thiện ký đây, các bác nhìn thấy đường vân không? Vân này dân rất đẹp luôn. Đấy, vân đẳng cấp. Và phía bên trong này là phần máy Sunny Hàn Quốc, bên em bảo hành máy 1 đổi 1 trong 3 năm. Đấy, cây gia đình nhà mình này, các bác nhìn thấy đây. Phần vòm đây, vòm của nó cũng được và làm vòm này thì vòm ghép thôi chứ không phải vòm liền. Nó sẽ có hai phần màu khác nhau. Những cái phần gỗ chắp ghép thì các bác biết rồi, những phần gỗ ghép thì không thể nào mà vân nó được xuyên suốt được. Hai khúc gỗ khác nhau thì khi mà ghép vào thì kiểu gì nó cũng sẽ có những đường nét họa tiết, họa văn vân đan chéo nhau. Kể cả các bác nào mua những dòng sản phẩm đồng hồ theo kiểu mà đồng hồ trên qua các kiểu mà bàn ghế hay và các dòng phòng khách các thứ bằng chất liệu gỗ ấy, thì không thể nào mà nó liền được. Kể cả những bộ bàn ghế trăm triệu, hơn trăm triệu, mấy trăm triệu thì nó vẫn sẽ có những khúc gỗ để mà ghép vào, nhưng mà cái màu của nó sẽ khác nhau nhé, không thể nào mà nó bắt nó được đều 100% được. Thì đây em có rất nhiều các dòng sản phẩm đây. Đấy, hoàn thiện liên tục mọi nhá, hoàn thiện liên tục luôn này, mọi nhìn thấy này, hoàn thiện rất mịn màng trong tràng. Đấy, và cây cô tiên hay là cây đồng hồ chim đại bàng em đều có đầy đủ. Và xin cảm ơn gia đình nhà chị Mai đã tin tưởng về tận xưởng để đặt hàng bên xưởng em. Bình thường ra thì em bán những cái cây này của động 11 triệu hoặc là 11 triệu 500 nghìn. Nhưng mà gia đình nhà chị Mai ở ngay khu vực Đông Anh thì bên em cũng không có tốn quá nhiều tiền xe. Hay là mừng cho gia đình nhà mình lên nhà mới thì em cũng để gia đình nhà mình đó là giá là 10 triệu 800 nghìn cũng nhá. Bình thường bán là 11 triệu 500. Nhưng để gia đình nhà mình là 10 triệu 800 nghìn. Miễn phí vận chuyển cho bác là 5. Các bác nào lấy hàng thì em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển là 50 km đầu tiên. Chị Mai lên đây chắc tầm độ 5 đến 7 cây thôi, quá gần luôn. Em sẽ hỗ trợ đầy đủ cho gia đình nhà mình mọi nhá. Ok, xin cảm ơn gia đình nhà chị đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng em và chúc gia đình nhà mình lên nhà mới gặp nhiều thuận lợi và thuận buồm xuôi gió. Em xin chào cũng như hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo nhé.